Giá thể ở đây là em trồng là than, than thông và có cả một ít rêu, rêu rừng. Ở trên là em bỏ phân dê. Ở đây là mấy chậu kiếm. Trong này nó có cả kiếm vị hoàng và kiếm lady pink. Cái này em trồng được khoảng gần 2 tháng rồi. Cái này là cây lady pink đang lên được 2 mầm. Đây là 2 mầm. Thằng này cũng lady pink. Bản lá khoảng 2 ngón tay, nó khoảng 3 cm. Cái này củ rất to. Cái này thì được khoảng, cái này thì được 3 mầm. 3 mầm ở dưới gốc đang lên. Đây là cây vị hoàng. Cây vị hoàng. Cái này lá nó bị gãy này. Thằng này cũng vị hoàng. Tép này cũng vị hoàng đây. Đang lên được 2 mầm. 2 mầm các bạn. Giá thể ở đây là em trồng là than, than thông và có cả một ít rêu, rêu rừng. Ở trên là em bỏ phân dê. Thằng trong này cũng vị hoàng. Thằng trong thì đang lên rất sung. Cây lady pink nhìn rất là đẹp, thân rất đẹp. Như cây này, cây trong thân. 2 mầm 2 bên. Rất đẹp. Bên này là em có cả cây vàng Tây Ninh. Chậu này là chậu vàng Tây Ninh đây. Nó đang lên được 1 mầm. Em cũng mới trồng mấy cái chậu bên này thì mới trồng được khoảng 1 tháng thôi. Chậu này là chậu vị hoàng. Chậu vị hoàng thì đang có một cái thân, một cái măng đang lên. Cây này cũng cây vàng Tây Ninh. Mà Tây Ninh cây này thì chưa lên mầm, đang giờ dễ rồi. Trong kia là cũng cây vàng Tây Ninh ở giữa, thì còn đâu là vị hoàng. Cây này không biết là sao vị vàng. Chắc là không qua được. Cây này cây vị hoàng. Lá này bị gãy, bị sọc, bị nứt. Nứt lá. Đấy, nhìn cái lá là thì cái cây vàng Tây Ninh với cái cây lady pink là nhìn thấy cái thân nó đẹp, thân lá đẹp. Nhưng hoa thì em lại thích cây hoa ở cây vị hoàng hơn. Đấy. Đây là góc kiếm để chơi, nhưng cũng chưa có ý định bán. Năm sau nữa,
nó đẻ ra tiếp thì năm sau, hoặc năm sau đi, thì năm sau tách được thì em sẽ tách và chia sẻ. Vâng, các bạn hãy nhấn vào nút subscribe hoặc đăng ký ở phía dưới video để nhận được video mới nhất. Và hãy nhấn vào nút chuông để nhận được video sớm nhất mỗi khi mà tôi đăng video về hoa lan. Cảm ơn các bạn.